Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội là nơi quy tụ, kết nối những người con xứ Nghệ xa quê, không chỉ tại thủ đô Hà Nội mà còn cả các tỉnh lân cận. Từ đây, hội đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ giữa các hội viên, tôn vinh người thành đạt, tạo nên một ngôi nhà chung ấm tình đồng hương tại thủ đô Hà Nội. Trong năm qua, hội đã đứng ra tổ chức các hoạt động, sự kiện để lại dấu ấn, không chỉ trong cộng đồng người Nghệ xa quê mà còn lan tỏa cả nước. Nhất là đêm nhạc Mạch Nguồn Ví Dặm, tôn vinh năm nhạc sĩ tài hoa của xứ Nghệ. Kết nối, tổ chức các hoạt động hiệu quả hướng về quê nhà, như gặp mặt các lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Vinh. Chương trình đưa sách hay, tặng thẻ thư viện, máy tính tại các trường học ở Nghệ An. Đặc biệt, đã đăng ký ủng hộ hơn 650 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tương đương 33,3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng sự nhiệt huyết, trách nhiệm, bài bản, khoa học trong tổ chức hoạt động vì cộng đồng người Nghệ xa quê, vì quê hương của Ban Liên lạc Hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những tấm lòng, tình cảm của Hội đồng hương nói chung và bà con Nghệ An đang sinh sống tại thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nói riêng dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng thời nhấn mạnh. Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tỉnh đã đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%. Tỉnh cũng xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ lớn trọng tâm trong năm như tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Trong đó, ưu tiên số 1 là trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Cùng với đó sẽ tập trung xây dựng và triển khai kịp thời quy hoạch tỉnh đã được công bố. Tập trung hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 3 đề án quan trọng, gồm đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, đề án điều chỉnh mở rộng khu kinh tế Đông Nam và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Qua đó để tận dụng thời cơ, tạo không gian, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đột phá hơn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án hạ tầng giao thông chiến lược là cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thực hiện chuyển đổi số, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành địa phương, đặc biệt tiếp tục làm mạnh để thay đổi đáp ứng hơn nữa đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh. Quan tâm chăm lo văn hóa xã hội, nhất là giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, việc làm, chính sách người có công. Chú trọng công tác an sinh xã hội, nhất là tiếp tục đẩy mạnh chương trình vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành hơn 8.000 ngôi nhà cho hộ nghèo chưa có nhà ở còn lại của tỉnh trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Và để đạt được các cái kết quả trong năm 2024, thì ngoài cái sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và bà con ở quê nhà, thì rất mong nhận được, tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ của Hội đồng hương Nghệ An tại thủ đô Hà Nội, của các bác, các cô, các chú, các anh chị có mặt hôm nay ở đây, để giúp cho tỉnh có thể là phát triển nhanh, phát triển mạnh và phát triển bền vững trong thời gian tới. Và tỉnh thì cũng tin tưởng với cái kinh nghiệm hoạt động, với cái bề dày hoạt động, thì Hội đồng hương Nghệ An tại thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có cái bước phát triển mới, trở thành một cái nơi đoàn kết, rồi là quy tụ được đông đảo con em xa quê của chúng ta đang sinh sống, công tác, làm việc và học tập tại thủ đô Hà Nội, trở thành một cái ngôi nhà chung ấm tình đồng hương tại thủ đô Hà Nội. Và cũng mong muốn Hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hướng tới quê hương, để chia sẻ với quê hương. Và cũng rất mong các bác, các cô, các chú, các anh chị là tiếp tục có những cái đóng góp, có những ý kiến tham gia xác đáng vào quá trình hoạch định chính sách, vào quá trình phát triển của tỉnh, và quá trình thu hút đầu tư và chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn của tỉnh trong năm 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu Tỉnh ủy cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc góp ý của các tầng lớp nhân dân, trong đó có những người con Nghệ An đang sinh sống, làm việc xa quê, nhất là ở thủ đô Hà Nội, để xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển.